À, chúng ta cùng phân tích đề bài các bạn đây à, đề bài cho hỗn hợp e thì gồm có ba chất đó là axit oleic này chất béo X này và ancol y -E, ở y nhỏ hơn 80 biết là gam e tác dụng tối đa với 0,11 mol NaOH trong dung dịch đun nóng sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cả dung dịch thì thu được 32,72 gam hỗn hợp muối và phần hơi thì chứa glycerol và anh ancol y -E có tỷ lệ số mol tương ứng là 2 chia 3 và phần trăm khối lượng của oxy trong hai ancol là bằng 46,602%. trăm à, nếu đốt cháy hết m gam hỗn hợp e thì thu được là 2,145 mol CO2 và 2,08 mol nước. À, khối lượng của x trong m gam e là bằng bao nhiêu? Đối với bài tập này chúng ta sẽ xoay sở như sau này. trong bài tập này ở đây thì nói thật bạn là cái thằng chi glycerid x này nó rất phức tạp các bạn ạ bởi vì nó được hình thành bởi ba cái gốc của axit béo cơ đúng không? Nếu mà may mắn một điều là nếu ba thằng đấy mà giống nhau thì còn đỡ chứ nếu ba thằng đấy mà là ba gốc khác nhau thì gọi là thôi rồi luôn tìm rất mệt đúng không? Nên khả năng là mình phân tích thằng x này sẽ rất là khó này. Còn là Alcon y thì mình sẽ cố gắng đi tìm được nó bởi vì sao? Người ta đã cố tình khống chế thằng y bằng nhỏ hơn 80 thì chắc chắn là mình sẽ phải chặn được cái thằng y này. Đấy, nhớ như vậy nhé. vậy thầy sẽ xoáy vào cái phần này trước này, đó là cái phần hơi gồm có Glicerol glycerol và anh ancol y được chưa? vậy thì hai thằng đấy có tỷ lệ là 2 chia 3 thì thầy cứ đi tìm thằng y này thì thầy giả sử đi thằng ancol Glycerol này là hai mol còn thằng ancol y này là có số mol là ba ba mol và bây giờ mình sẽ tìm xem thằng y là ai vậy đi tìm thằng y trước nhé chúng ta sẽ đi xác định xác định ancol y trước xác định anh ancol y và chúng ta sẽ có cái cặp ở đây thì sẽ có này Glycerol là c C3H5OH. C3H5OH 3 h 5 oh đó c ba h năm oh cái ba lần thầy chọn luôn anh này là hai mol và anh này thì sẽ là thằng gốc, uh, gốc A đi AOH Đó Nó chỉ là có một chiếc thôi Đây là 3 Anh này tỷ lệ là 2 3 Chọn thằng này 2 mon Thằng này 3, 3, 3 mon được chưa uh, Thì mình sẽ có cái biểu thức gì ở đây Mình sẽ có ở đây Đó là phần trăm khối lượng oxy này Phần trăm này khối lượng này của oxy uh, Khối lượng của oxy đây Thì bằng bao nhiêu nhỉ Anh này có tất cả là 2 2 x 3 là 6 oxy 6 cộng 3 là 9 oxy Thì 9 x 16 9 x 16 uh, Chia cho cái mẫu ở đây chia cái mẫu đây thì anh này 92 2 x 92 à, cộng với anh này là 3 3 nhân với A cộng 17 17 đó, và F nó bằng con số là 46,602 thì bằng 0,46602 và từ đó mình sẽ tìm ra là cái ẩn A này bằng bao nhiêu nhé mình sẽ suy ở đây suy ở đây là A bằng suy ở đây giá trị của A bằng bao nhiêu nếu mà trường hợp đấy mà không thỏa mãn thì chúng ta lại xoay tiếp một trường hợp nữa đó là anh glycerol là C3H5OH tất cả ba lần để giờ vẫn chọn anh này vô tư đi hai mon và anh Alcon alcohol bây giờ thì thay vì nó đơn chức thì thay nó bằng hai chức đi đấy hai chức được chưa thì chúng ta sẽ chọn anh này là bằng 3 ba mon đúng tỷ lệ là hai chia ba chưa thì mình sẽ có một cái biểu thức ở đây mình sẽ có biểu thức đây, đây trường hợp một nhé đây trường hợp hai bạn có hiểu đây là trường hợp một nếu mà a đơn chức đúng không ạ, nếu mà ancol y là đơn chức còn nếu mà trường hợp hai của chúng ta thì thằng y nó có hai chức bởi vì người ta đã khống chế là y nhỏ hơn 80 rồi thì không bao giờ nó ba chức được nhé nếu ba chức nhỏ nhất thì nó đã, nó đã là thằng glycerol bằng 92 rồi đây nhỏ hơn 80 thì nó giỏi lắm nó hai chức là cùng thôi thế vậy ta sẽ có này phần trăm này khối lượng này của oxy đây thì sẽ bằng là À, anh này là 6 oxy thằng dưới lại 6 oxy là 12 oxy là 12 nhân với 16 và chia cho cái mẫu đây mẫu sẽ là 2 nhân 92 2 nhân với 92 cộng với anh này là 3 nhân với đây A cộng với 34 A cộng với 34 đó thì ép cho bằng con số là 0,4662 thì mình sẽ suy ở đây là giá trị của A bằng và chúng ta kiên nhẫn chúng ta bấm thôi bấm trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai thì ở đây thì thầy sẽ có nhé thôi được rồi, thầy bỏ qua các bạn bấm đi bởi vì dù sao nữa thì thầy cũng đã bấm trước rồi thì các bạn sẽ bấm theo chỗ này nhé và bạn sẽ ra được cái giá trị của a đây và chúng ta sẽ thấy loại thôi loại và ở đây a của chúng ta sẽ ra được bằng con số là bằng 42 42 tức là suy ra là cái alcohol y của chúng ta sẽ là C3H6 42 là C3H6 đấy C3H6 OH tất cả hai lần như này đó nhé các bạn nhé đấy các bạn tự tự bấm thôi bởi vì dù sao thầy chỉ là người hướng dẫn cái hướng làm thôi được không ạ tiếp tục là sau khi mình đã xoay sở được thả ăn côn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sơ đồ hóa bài toán như sau này mình có đây đó là hỗn hợp e bài tập này là bài, bài tập thầy nghĩ rằng phải lấy đến 9 điểm này 9 chín cộng đấy chứ cũng không phải là mấy bài chất béo đơn giản mà dễ giải đâu các bạn ạ hỗn hợp e đây thì sẽ gồm có này sẽ gồm có uh, thứ nhất là axit oleic là c 17 h 33 ch 17 h 33 coh này tiếp tục là thằng chất béo đây chất béo mình chả biết nó là ai, ai cả mình để tạo tổng quát là rco tất cả ba lần C35 như này. Đó. Và cuối cùng là cái thằng ancol, ancol mình tìm được rồi mình viết vô tư thôi, C3H6 OH tất cả hai lần như này, đúng không ạ? Thì ta có như sau này. Thầy sẽ gọi số mol anh này là x mol này, thằng này thầy gọi là y mol này và thằng ancol này thầy gọi là 1,5 y. Bởi vì sao thầy gọi 1,5 y? Bởi vì hai ancol này, đúng không ạ? Thằng C3 tam OH này đúng không? C3 tam OH và cái thằng ancol y này thì có tỷ lệ số mol là 2/3 thì nó gấp rưỡi nhau thì là y thì anh này sẽ 1,5 y, đúng không ạ? anh này sẽ tiến hành là hai thí nghiệm thí nghiệm thứ nhất là người ta cho tác dụng với là NaOH thí nghiệm thứ nhất là người ta cho tác dụng là NaOH đây một lượng NaOH vừa đủ đầu bài cho nó là tác dụng là một lượng vừa đủ đây là bằng bao nhiêu mol đây 0,11 mol các bạn nhé đây là 0,11 mol NaOH đây đó thì sẽ thu được cái gì đây là 0,11 mol 0,11 mol thì axit mà tác dụng với bazơ thì kiểu gì cũng sẽ tạo ra muối và nước thì đây sẽ có nước nước đây sở hữu số mol là x mol tiếp này anh này mà tác dụng với NaOH thì sẽ tạo ra phần muối. Đấy, chúng ta sẽ có là phần muối này. Phần muối, phần muối thì gồm có này cái muối uh, muối natri oleat thì sẽ là C17H33 H33 CONa. Và anh này thì sẽ tạo ra cái muối này. Muối này thì mình không biết là ba gốc này giống nhau hay khác nhau thì chịu chịu cứng luôn đấy, bó tay rồi đấy. đấy. CONa đây. Anh này có khối lượng ở đầu bài cho bao nhiêu nhỉ? Đầu bài cho cái khối lượng của hỗn hợp muối <laughs> là bằng 32,72. Đấy, 32,72 thì mình chốt vào đây là 3272 32,72 gam và cuối cùng ở đây mình thu được phần ancol à, ờ, ở đây thủy phân ra thì thu được glycerol đây C3H5 này, OH tất cả ba lần đó tất cả ba lần à, và anh này là imon thôi imon và anh ancol đây là C3H6 OH tất cả hai lần hai lần thì nó là 1,5 i 1,5 i đó và thí nghiệm thứ hai là người ta cho cái chất Chữ hỗn hợp e này người ta đốt trong oxy đốt trong oxy thì sẽ thu được đây là CO2 này, và đây sẽ là H2O lượng CO2 đầu bài cho ở đây là cho thẳng số mol luôn và rất nhân đạo khi cho thẳng số mol người ta không thèm cho thể tích thể tích mình phải đổi đổi ra đúng không? 24 nhưng bên người ta cho thẳng số mol luôn 2,145 2,145 có đánh nước thì người ta cho là 2,08 và các bạn sẽ xoay sở như sau nhé các bạn để ý này để nói về tác dụng nào hát thì chỉ có hai ông này tác dụng nào hát thôi anh axit béo này và anh chất béo thì mình sẽ có phương trình đây là x cộng với 3 y x cộng với 3y thì sẽ bằng là 0,11 đâu ạ, 0,11. Và phương trình thứ hai là phương trình phải vô cùng vô cùng khéo thì mới xong được. Bạn hãy để ý này, hỗn hợp E này thì gồm có này, gồm có cái gì? Thì hỗn hợp E này sẽ gồm có phần C, phần H và phần O. Phần carbon thì biết rồi, biết qua phần trái này. đó. À, anh này nhé, ME này, chúng thì chúng ta sẽ có này. À, MC tức là ý ý đồ của thầy là muốn nói này này là cái khối lượng e này cộng với khối lượng đào h thì sẽ bằng khối lượng nước này cộng muối này cộng với khối lượng của thằng ancol này sao? tại sao mình dùng bảo toàn khối lượng bởi vì người ta cho số liệu dưới dạng khối lượng à, người ta cho số liệu dưới dạng khối lượng mà khối lượng này không thể đổi thành số mol thì nghĩ tới bảo toàn khối lượng thế thôi thế vậy thì ở đây sẽ gồm có mc cộng mh cộng MO này mc thì sẽ là hai một nhân 12 đấy là mc mh thì sẽ là hai 2,08 nhân 2 à, MO oxy thì sẽ gồm có oxy ở đây và oxy ở đây, oxy ở trong cái nhóm chức axit và trong nhóm chức của thằng thằng thằng, thằng, thằng este này này, cái thằng chất béo này thì sẽ bằng đúng số mol NaOH luôn. Thì anh NaOH đây sẽ là 0,11 này, đấy. Hãy hãy bình tĩnh nhé, nhìn này, thầy sẽ gợi ý bạn này, số mol của nhóm CO này, CO này. Đó, thì nó bằng đúng số mol của NaOH luôn. Đấy. CO này thì CO trong axit hoặc là CO trong este thì nó cứ một CO này ăn được một NaOH mà thì nó sẽ là 0,11 x 32 cộng với cái lượng oxy làm trong ancol này nữa, oxy này thì 1,5y cộng với 1,5 y nhân với ở đây có hai oxy là nhân 32 nhân 32 và đây chính là khối lượng của thằng e cộng khối lượng nào hát đây là 0,11 nhân 40 cộng với 0,11 nhân với 40 thì sẽ bằng khối lượng của nước là 18 x 18 x cộng với anh này là 32,72 đó và cộng với khối lượng của ancol đây ancol đây thì một thằng sẽ là 92 và một thằng sẽ là 76 thì 92 này cộng với 76 nhân 1,5 thì sẽ ra là 206 cộng với 206 y đó. Thế vậy hai phương trình hai ẩn thôi, và bây giờ mình bấm thôi, bấm máy tính nhé Mình nhận ra được đây là ẩn x bằng và ẩn y bằng. Bấm này. Ở đây sẽ là 1 này, 3 này, 0.11 này. Phương trình thứ hai đây thì x là 18 này, x 18. y đây sẽ là 206, 206 trừ đi y ở đây, trừ đi 32 nhân 1.5, trừ đi 32 nhân 1.5. Đó. Số tự do ở bên này sẽ là 2.145 nhân 12 cộng với 2.08 nhân 2, 2.08 nhân 2, 2, 2 cộng với 0.11 0,11 x 32 cộng với 0,11 x 44 nhân 40 đây, đây bấm nhầm này rồi nhân 2 dạ, cộng với 0,11 x 32 này, cộng với 0,11 x 40 này à, trừ đi 32 trừ đi 32,72 thì thấy ra đây là x bằng 002 y bằng 003 Đã. x bằng 0,02 y bằng 003 từ đó mình sẽ dễ dàng suy ra khối lượng của hàng e bằng khối lượng của anh e đây 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 chính là khối lượng anh e này. Đó, nhìn thấy chưa? MC này cộng MH này, đúng không? Cộng moc này, đó. Thì M e sẽ bằng này. À, biết y là ẩn này 0.03 thôi thì mình cộng thôi. 2.145 12 cộng với 2.08 2 cộng với 0.11 32 cộng với 0. và anh này sẽ là 32 nhân với 0.03 nhân 1.5 là 0.045, 0, 45, 0 45. Đó. Thì thấy ra được kết quả ở đây là bằng 34.86. 34, 34 M e sẽ bằng 34. 0,86 gam và bây giờ muốn suy ra được m của x này suy ra m của x thì bằng đây đây ở đây chính là chất x này đúng không đây chính là chất béo x này đúng không thì mình sẽ lấy cái m tổng m tổng trừ đi anh axit này trừ đi anh anco này thì sẽ ra được kết quả thôi thì m của x thì sẽ bằng 34,86 trừ đi thằng axit kia axit kia thì sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ sẽ là bằng 0,02 nhân với c17h33 c17 này h33 này 45 này 282 0.02 nhân 282 trừ đi thằng ancol đây, ancol là 1.5y tức là 0.045 đấy nhân 76, nhân 76. Ta sẽ ra kết quả đây, 34.86 trừ đi 0.02 nhân 282 trừ đi 0.045 nhân với 76 thì thấy ta được là 25.8. MX sẽ bằng 25.8 g. Và đáp án của chúng ta cần khoanh bài tập này thì là đáp án 25.8 thì phải là đáp án D nhé. 25.8 các bạn. Ạ.